Xin chào, tôi là John. Cảm ơn bạn. Xin lỗi, bạn tên là gì? Bạn khỏe không? Tạm biệt. Đúng vậy. Không phải. Có. Không. Xin vui lòng. Có lẽ. Cảm ơn rất nhiều. Đúng rồi. Bạn nói tiếng Anh được không? Bạn đang làm gì? Bạn đến từ đâu? Tôi không hiểu. Bạn có thể giúp tôi không? Tôi đã đọc 20 câu để xem. Tôi nói chính xác or có chính xác.